Ở tập trước, Gia Lăng Bang tập kích Thất Huyền Môn với ý định diệt sạch tông môn. Lệ Phi Vũ bị bao vây và bị bọn người xấu ép xuống vực sâu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ở tập này, thật may mắn là Hàn Lập đã tới kịp thời ứng phó với đám nhân vật tuyến phủ và cứu người huynh đệ tốt khỏi sổ tử thần của Diêm Vương. Sau đó, bọn họ cùng nhau tiến về tông môn để tiếp viện cho đồng môn ở đó. Gia Lăng Bang, bang chủ Gia Thiên Long cùng với đám thủ hạ tàn sát đệ tử tông môn không chớp mắt. Điều này khiến cho kẻ là trưởng môn như Vương trưởng môn phẫn nộ và quyết định sử dụng con át chủ bài cuối cùng của mình. Năm xưa, Lý trưởng môn đời thứ 7 của Thất Huyền Môn Tinh Thông Kỳ Môn Độn Giáp đã bố trí các cơ quan mật đạo dưới ngọn núi này. Nói cách khác cho dễ hiểu đó là nếu bọn họ khởi động mật đạo thì núi non sẽ nát hết, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Bọn người Gia Lăng Bang cũng sẽ đồng quy vô tận với nhóm người Thất Huyền Môn. Thế sự nan giải, buộc cả hai kẻ đứng đầu phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là ký vào tử khế huyết đấu. Phe chính diện sẽ cử đại diện là Cố Sư Thúc lên ứng chiến. Người này tuy có vẻ là thần bí nhưng lại là sư phụ của Mã Trường Lão, nội công đương nhiên thâm hậu. Còn về phía của phe phản diện, đột nhiên lại cử lên một kẻ có vẻ ngoài thấp bé và vô cùng kỳ lạ. Nhưng đời xưa đã có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dòng. Kẻ này nhìn tuy có vẻ tầm thường nhưng thực chất là một người tu tiên. Khiến cho đệ tử tông môn ai nấy nghe xong cũng phải dè chừng, còn đám người Gia Lăng Bang được một phen kiêu ngạo hả hề. Cố Sư Thúc cùng Kim Quang Thượng Nhân giao đấu, ban đầu nhìn chung trận đấu chưa nghiêng về phe nào, nhưng dần đi tới giữa trận, mọi thứ đã nghiêng hẳn về phía của Kim Quang Thượng Nhân. Tên kia sử dụng kim trung cháo như lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, bên trong điều khiển phí kiếm phù tấn công liên hoàn về Cố Sư Thúc. Thấy được sự khiếp người quá đáng, Hàn Lập ra mặt, làm lộ thân phận cũng là một kẻ tu tiên cho bọn họ biết. Kim Quang Thượng Nhân biết điều cúi đầu nhường hắn nửa phần. Vậy nhưng Hàn Lập không phải là kẻ tham vinh hoa phú quý, liền dùng hòa đạn thuật một đòn tiễn kẻ kia xuống địa phủ. Đám người Gia Lăng Bang không những không biết điều, quyết liều chết tấn công nam chính và Thất Huyền Môn. Điều này còn khiến cho Hàn Lập càng tức giận hơn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sau khi một đòn giết chết Gia Thiên Long, Gia Lăng Bang như rắn mất đầu liền tháo chạy thừa sống thiếu chết. Sáng hôm sau khi Lệ Phi Vũ tỉnh lại, cũng là lúc Hàn Lập từ biệt hắn để đi tới Sa Nguyên Thành. Vì giờ đây thân phận tu tiên của nam chính bị bại lộ, e rằng đám người ở đây khó mà có thể để yên cho hắn. Lệ Phi Vũ hiểu ý, hai người trao nhau cái ôm cuối cùng coi như lời tiễn biệt. Hàn Lập cùng khúc hồn tới Sa Nguyên Thành chưa được bao lâu thì nghe tin con gái của Mặc Cư Nhân là Mặc Thải Hoàn bị ép gả cho Ngô Kiếm Minh. Nghe được từ vị tiểu nhị ca kia thì tên Ngô Kiếm Minh này vốn xưng là học trò cuối cùng của Mặc lão, suy ra hắn được cưới con gái của lão. Đêm đó nhân cơ hội đôi trai gái đang chuẩn bị động phòng, Hàn Lập và Khúc Hồn đứng dinh ngoài cửa xem lén, còn xem được cái gì thì không biết. Ở bên trong Mặc Thải Hoàn và Ngô Kiếm Minh to tiếng không ngừng, Mặc cô nương ra sức chống cự, đập phá đồ liên tiếp. Còn Ngô Kiếm Minh cũng lộ ra được bản chất thực sự của bản thân, cưới được Thiên Kim tiểu thư là phụ, còn lấy được gia sản nhà họ Mặc mới là chính. Gặp chuyện bất bình, đương nhiên kẻ hào hán như Hàn Lập buộc phải ra tay rồi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Hàn Lập đem bức thư mà Mặc lão để lại cho Mặc phu nhân đối chứng. Hắn mới chính là đệ tử cuối cùng của Mặc Cư Nhân. Vậy nhưng Mặc phu nhân vốn đã lăn lộn mười mấy năm để chống đỡ Mặc gia, cho nên muốn bà ta giao ra Noãn Dương Bảo Ngọc xài hàn độc buộc Hàn Lập phải lấy con gái của mình. Gái sinh thì Hàn Lập cũng thích đấy, nhưng hắn ta lại chọn con đường sự nghiệp nên quyết định để lại người anh em tốt là Khúc Khôn ở lại trông coi Mặc gia. Còn bản thân hắn tiếp tục lên đường tới Thân Thủ Cốc Điện Sử Thiền Tích. Nghe được Mặc Thải Hoàn từng nói, cha nàng thường hay tới Thái Nam Cốc để gặp các vị tiên nhân, cho nên nơi đó e rằng có thể giúp được Hàn Lập. Nghe theo lời Mặc cô nương, mấy ngày qua hắn liên tiếp treo đèo lại lội suối, vượt muôn trùng trắc trở nhưng vẫn không thể tìm được Thái Nam Cốc. Nhưng nhờ vào Noãn Dương Bảo Ngọc mà Mặc phu nhân đưa cho, mà độc được giải, Trường Xuân Công cũng đạt tới tầng thứ 9. Đi được một ngày dài, Hàn Lập bắt gặp một đám người ồn ào đang buôn bán gì đó. Kẻ kia là Vạn Tiểu Sơn, được người ở đây xưng là thần tiên sống chuyển chữa bách bệnh. Sau khi hội buôn dưa lê giải tán, Hàn Lập tiến tới bắt chuyện với người kia. Hỏi ra mới biết Vạn Tiểu Sơn cũng đang đi tới Thái Nam Cốc để tham gia Thái Nam Tiểu Hội. Còn chia sẻ cho Hàn Lập biết về Linh Căn. Linh Căn chính là điểm khác biệt giữa phàm nhân và kẻ tu tiên. Ngoài ra Linh Căn còn chia làm mộc, thủy, hỏa, thổ, kim, còn có cả thiên Linh Căn. Tứ Linh Căn và Địa Linh Căn thì được gọi là Ngụy Linh Căn. Cảnh giới của tu tiên giả cũng được phân các cấp bậc như luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, tu luyện cao lên một chút nữa thì gọi là hóa thần kỳ. Lâu ngày trở về, Hàn Lập chứng kiến muội muội của mình lên kiệu hòa, cha mẹ ai nấy tóc cũng đều đã điểm trắng. Nhưng tình thế của hắn giờ đây cũng nguy hiểm trùng trùng, e rằng sẽ liên lụy tới gia đình. Thế là nam chính quyết định để lại đan dược,
túi tiền tích góp bấy lâu nay cùng với vòng tay chỉ đỏ năm xưa Tiểu Muội đã trao cho hắn. Dứt áo ra đi khó định ngay trở lại, Hàn Lập cùng với Vạn Tiểu Sơn khởi hành tới Thái Nam Cốc. Ở Thái Nam Cốc hàng năm đều tổ chức lễ hội, các môn phái tu tiên cũng sẽ có mặt ở đó để tuyển chọn nhân tài. Cụ thể có 7 môn phái tu tiên gồm Uyển Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Linh Thú Sơn, Thanh Hư Môn, Hóa Đao Ổ, Thiên Khuyết Bảo và Cự Kiếm Môn, cùng các môn phái nhỏ lẻ khác nữa. Cả hai cùng nhau treo đèo lội suối, vượt muôn trùng nguy hiểm mới tiến vào được bên trong của Thái Nam Cốc. Nơi này cũng giống như phàm giới, đều buôn bán náo nhiệt không kém cảnh. Trong lúc không để ý, Vạn Tiểu Sơn bị một kẻ tên là Ngô Cửu chỉ chỗ mất túi tiền. Cũng may mà Hàn Lập thấy được trò xấu của người kia. Nhờ vậy mà bọn họ cùng kết giao được những người bạn mới như Hồ Bình Cô và Viết Kim Trúc. Hàn Lập tách ra tự mình tham quan phiên chợ này. Vừa mua được quyển Trường Xuân Công lại mua được miếng tàn phiến vô cùng quý giá từ vị cô nương kia. Chỉ là chọc phải tố kiếm của đám người Lục Vân Phong khiến Hàn Lập rơi vào rắc rối. Cũng may là sư muội của kẻ kia đứng ra ngăn cản, nếu không thì chuyện bé lại xé ra to. Sau khi rời đi, vị tiểu cô nương vì muốn báo đáp ân tình dài vây của Hàn Lập mà quyết định dụ Hàn Lập mua thêm Viết Kim Trúc. Loại bút này được làm từ lông của yêu thú cấp 2 có thể vẽ bùa. Thấy Hàn Lập còn đang do dự, liền kèm theo quyển Phù Lục Đại Toàn làm cho Hàn Lập của chúng ta không thể không chốt đơn. Hàn Lập đi tới Thái Nam Tiểu Hội để tham gia cuộc tuyển chọn tán tiên. Nơi này đông vui náo nhiệt, còn có sự tham gia của các trường môn đến từ các tông môn tu tiên khác. Người chủ trì của cuộc khảo thí lần này là Nam Cung Uyển. Nhìn thì tưởng rằng đây là một cuộc khảo thí tuyển chọn bình thường, nhưng thực chất rất tàn khốc. Bọn họ ai nấy đều tranh đấu nhau để nắm được quả cầu bay lơ lửng trên không trung kia. Những kẻ linh căn tốt thì được thông qua, còn những kẻ linh căn không tốt thì bị loại. Lần này hào quang của nam chính không chiếu rọi, cho nên Hàn Lập cũng bị loại giống người nghèm tốt Vạn Tiểu Sơn. Nói là không thông qua, vậy nhưng thực chất trong lòng Hàn Lập tự có an bài. Trong lúc Hàn Lập tách ra ngày đêm luyện tập, thì nghĩa huynh đệ tốt là Vạn Tiểu Sơn bị bọn chúng hãm hại, hạ độc mất mạng. Còn bản thân Hàn Lập rơi vào nguy hiểm khi phải đối phó với hai kẻ xấu kia. Ngay từ đầu nam chính của chúng ta đã đánh được mùi nguy hiểm từ bọn chúng nên đã chủ động tách ra bất kể là lúc nào. Hàn Lập cùng bọn chúng giao đấu, sau một hồi giằng co quyết liệt thì bọn chúng cũng bị nam chính của chúng ta bón hành ngập mồm, sau đó là hai vé tham quan địa phủ. Sau khi trốn cất xong xuôi cho Vạn Tiểu Sơn, Hàn Lập tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nơi này mặc dù là tu tiên giới, nhưng cạm bẫy trùng trùng, kẻ xấu người tốt trộn lẫn nhau. Tốt nhất vẫn là nên cảnh giác thì hơn. Sau đó Hàn Lập cầm theo thăng tiên lệnh của Kim Quang Thượng Nhân mà thành công tiến vào Hoàng Phong Cốc, trở thành một đệ tử tu tiên ở nơi này. Ngô Sư Thúc hướng dẫn cho đám đệ tử mới về tất tần tật mọi thứ ở Hoàng Phong Cốc. Ngoài ra còn tặng cho bọn họ mỗi người một bộ vật phẩm tu tiên nhập môn. Sau khi đám người mới đi báo danh, Ngô Sư Thúc liền đem trúc cơ đan tặng cho Hàn Lập, coi như là một món quà tặng cho kẻ có thăng tiên lệnh. Hàn Lập tuy biết rằng trúc cơ đan quý hiếm tốt cho linh căn, nhưng một viên thì không đủ được. Qua đó buộc Hàn Lập phải tới dược điền để luyện thêm nhiều đan dược khác. Sau khi thành công gia nhập vào Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập tưởng rằng sẽ được yên ổn tu luyện ở nơi này, thì rắc rối khác lại kéo tới. Mà kẻ này không ai khác chính là Lục Vân Phong, hôm nay tới kiếm chuyện là vì trúc cơ đan. Hàn Lập cùng hắn ta giao chiến, hai bên đánh nhau kịch liệt, kết quả nam chính của chúng ta bị Lục Vân Phong dồn vào con đường chết. Nhưng cũng may rằng Ngô Sư Thúc xuất hiện và kịp thời giải nguy cho nam chính. Chỉ có điều, núi cao lại có núi cao hơn xuất hiện. Lần này, Diệp Sư Thúc cũng ra tay tương trợ cho học trò của mình là Lục Vân Phong. Đệ tử chân truyền của mình bị kẻ khác ức hiếp, kẻ làm sư phụ như lão buộc phải thị uy với Ngô Sư Thúc, ép bức Hàn Lập phải giao giải trúc cơ đan cho đệ tử của mình. Sáng hôm sau, Hàn Lập tới bái kiến trưởng môn. Kẻ này hôm qua cũng đã nghe được chuyện của hắn và đám người Lục Vân Phong, nhưng vẫn mảy may không chút quan tâm. Ngược lại còn khuyên Hàn Lập nên biết thân biết phận, chớ có gây chuyện. Tích góp những chuyện đã xảy ra, Hàn Lập cũng nhận ra được một điều, rằng ở nơi này chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực mà thôi. Hôm sau, theo lời sư thúc, Hàn Lập tới dược điền để làm việc. Ở đây hắn gặp Mã Sư Bá, người từ trước tới nay trông coi dược điền của Hoàng Phong Cốc. Sau khi thành công thông qua vòng khảo thí của Mã Sư Bá, Hàn Lập mò mùi hỏi cách chế luyện trúc cơ đan. Chỉ đáng tiếc là nếu muốn luyện ra trúc cơ đan buộc phải có những dược liệu ở huyết sắc cấm địa. Mà nơi đó chỉ có Hướng Chỉ Lễ biết được mà thôi. Nghe theo lời của sư bá, Hàn Lập tìm tới Hướng Sư Huynh, người này từng có kinh nghiệm ở trong cấm địa. Cấm địa này ngày xưa vốn là một nơi trong lành thanh tĩnh, nhưng vì các tông môn tu tiên khác nổi lòng tranh đấu, cho nên đã biến nơi này thành một vùng đất chết. Bọn họ buộc phải cùng nhau đưa ra một cấm lệnh, trong vòng 60 năm sẽ mở cửa cấm địa này một lần trong vòng 5 ngày. Mà nơi đó, dược liệu quý luôn tồn tại cùng các yêu thú mạnh.
10 kẻ vào thì chỉ lác đác vài kẻ sống sót chờ giờ. Vì để muốn bản thân trở nên mạnh hơn, Hàn Lập buộc phải luyện ra trúc cơ đan. Mà luyện được đan dược này buộc phải liều mạng đi vào huyết sắc cấm địa. Cũng nhờ vậy mà năng lực sinh tồn của Hàn Lập được tăng cao.